Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình để tiếp tục với cái series về tim tiến đất đá. Ở phần 1 thì mình đã giới thiệu về cái khả năng hỗ trợ của ES sẽ xuất hiện ở trong tháng 3 này, đó chính là Mega TNC. Với Mega TNC, mình có thể coi nó như là hạt nhân của tim tiến đất đá vậy. Nó đã hỗ trợ cả về phòng ngự, sinh tồn và kèm theo là còn hỗ trợ về tấn công dành cho những bộ hệ đất đá và tiên nữa. Một ví dụ điển hình đó chính là khi các bạn đã có thêm 2 trong 3 hệ tiên, đất hoặc đá thì Mega TNC nó sẽ chia sẻ 50% song công mà nó có dành cho toàn bộ những Pokemon tiên đất đá bên bạn. Vậy nên là khi đi cùng với Mega TNC thì team tiên đất đá mới có cái khả năng phòng ngự với cả tấn công nó tốt như vậy. Mình có thể coi như hạt nhân. Còn những Pokemon ra mắt về sau là cũng sẽ có những cái hỗ trợ, nhưng mà thiếu Mega TNC là team tiên đất đá bên bạn nó cũng sẽ bị yếu đi rất là nhiều. Và so với cả từ hồi trước, từ hồi mà Mega Rayquaza xuất hiện là một con tấn công rất là tốt rồi này, xong bắt đầu đến Diamond Galdon phòng thủ nhưng mà tấn công cũng rất là ghê, và đến Diamond Kyo thì như các bạn thấy rồi, bắt đầu mới xuất hiện thì là công thủ một cách toàn diện, nhưng mà dần dần so với những S cộng mới thì nó bắt đầu bị yếu đi dần rồi. Còn tiếp tục đến Mega TNC thì phòng ngự gọi là siêu vững chắc, nhưng mà cũng không hẳn đó là một con chỉ có biết phòng ngự với cả hỗ trợ đâu. Cái khả năng tấn công của Mega TNC cũng sẽ rất là cao. Và phần 2 này chính là giới thiệu về những cái mà Mega TNC nó có thể gây ra sát thương lên phía bên địch. Lúc bắt đầu chưa lên Mega thì cái chỉ số song công của nó rất là thấp và song thủ của nó rất là cao, tốc độ cũng cực kỳ là thấp luôn. Nhưng mà khi lên Mega rồi thì các bạn có thể coi nó như là một con vừa có khả năng phòng ngự, vừa có khả năng hỗ trợ, lại còn có khả năng tấn công nữa. Nuôi dồn vào Mega TNC cũng sẽ giúp cho cái team tiến đá bên bạn nó cũng sẽ mạnh hơn. Song công lên tận 160, tốc độ lên 110, vậy là quá là nhanh. Bữa trước thì mình chỉ giới thiệu về những cái liên quan đến hỗ trợ thôi. Bây giờ bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill. Bộ skill của nó đây. Tấn công một mục tiêu kẻ thù gây ra sát thương bằng 100% công đặc biệt. Vậy là Mega TNC chủ yếu là dựa theo công đặc biệt là ở trong những đòn tấn công của chủ động của nó, và tăng thêm 100% phòng thủ kép, tức là 100% song thủ này, và 40% song công, đồng thời tăng thêm công đặc biệt dựa theo 100% phòng thủ đặc biệt trong vòng 2 lượt. Lúc này nếu bạn mà dịch ra xong rồi kèm theo nữa là nhìn hình ảnh nó tấn công ở trong trận đấu thì đoạn đấy nó sẽ dịch như vậy. Ở đoạn này mình để ý khá là kỹ. Lúc bắt đầu thì Mega TNC nó chỉ có một cái hụng búp như thế kia thôi, nhưng mà khi các bạn sử dụng skill 1 nhá, các bạn để ý thấy nhá, nó tăng lên rất là nhiều thứ. Trong đó thì là hai dòng song công và song thủ nó là ở phía dưới rồi này, thì ở phần trên là có hai cái hình, một cái hình là thanh kiếm nhưng mà hơi lóe lóe sáng lên một tí, đó chính là ở trong cái phần tiềm năng của nó, đó là khi ra đòn tấn công skill 1 hay skill 2 thì sẽ tăng thêm 4,8% sát thương, đấy chính là cái sát thương. Còn bên cạnh của nó đó chính là tăng thêm công đặc biệt. Công đặc biệt này thì dựa theo 100% cái thủ đặc biệt. Vậy nên là với Mega TNC thì nó sẽ được tăng thêm cái công đặc biệt 2 lần khi ra skill 1. Triển lãm kiếm vũ kích hoạt hiệu ứng của kỹ năng này thêm một thời gian. Tức nghĩa là nó sẽ chém một quả kiếm này, và khi nó chém quả kiếm như vậy thì những cái hiệu ứng đến từ cái skill 1 như tăng thêm búp ấy, phòng thủ kép này, tấn công kép này, nó cũng sẽ được kích hoạt thêm một lần nữa. Với skill 2 của Mega TNC thì các bạn biết rồi, nó chủ yếu là hồi máu thôi. Nhưng mà hồi máu như vậy nó cũng sẽ kèm theo tiến vào trạng thái đó là rực rỡ, cơ thể rạng rỡ. Ở trong cái cơ thể rạng rỡ này thì là nó cũng sẽ có khả năng đó là tấn công. Chúng ta sẽ biết được cái khả năng này. Rạng rỡ ngọn lửa. Khi bị nhận một sát thương mà đang ở trong cái trạng thái rạng rỡ này thì 40% sát thương nhận vào sẽ ngưng tụ lại thành đó là hai cái tia phản xạ lại hai địch ngẫu nhiên, và đó là một sát thương thần thánh. Mega TNC xuất hiện là bắt đầu cái thời kỳ mà phản đam. Như các bạn đã thấy ở trong nhiều cái clip review của mình ấy, có rất là nhiều Pokemon, ví dụ như Askenza chẳng hạn, tấn công một đòn quá mạnh xong rồi bỗng dưng thấy một số đồng đội bên mình lăn ra chết. Đó là do cái tính năng phản đam, một phần là đến từ cái hiệu ứng rạng rỡ này của Mega TNC, và còn rất là nhiều hiệu ứng phản đam khác nữa mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu tiếp. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ một cách rất là dễ hiểu, là nếu bạn bây giờ bạn không tiến vào trạng thái rạng rỡ ở skill 2 thì cái phản đam nó sẽ không hiện ra đâu. Mình sẽ sử dụng skill 1 thôi, và mình sẽ nhìn xem một số Pokemon khác tấn công vào Mega TNC, các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ không có bắn thêm một cái số cái tia nào để bắn vào một số cái đồng đội bên địch, mà chỉ gây ra những cái sát thương theo kiểu như thế này thôi. Thì bây giờ khi ra skill 2 tiến vào trạng thái rạng rỡ thì nó cũng sẽ có cái sự khác biệt hơn.
tấn công của Mega TNC một phần là đến từ cái phản đam và kiếm vũ của nó nữa. Bây giờ các bạn ý thấy nhá, địch đánh vào bỗng dưng lại có 1114 phản lại. Bây giờ lại hai phát phản lại lại trúng vào cái con Chameleon này chẳng hạn này. Thì đó chính là cái sự khác biệt ở cái trạng thái rạng rỡ này. Địch đánh vào là coi như bị mất máu rồi. Đánh càng đau thì sát thương phản lại sẽ càng nhiều. 1 triệu phát, 1 triệu đam thì phản lại 40% số đó là 200.000 lên ngẫu nhiên hai địch. Còn đánh một phát 10 triệu là coi như là có bỗng dưng có hai địch mới mất đi 2 triệu máu rồi. Mình lấy ví dụ thế thôi, chứ còn đâu ở trong này có ghi đó là giới hạn đó là 300% công đặc biệt. Nhưng mà với Mega TNC bây giờ cái công đặc biệt của nó cùng lắm là 600 lên địch, như vậy là cũng rất là cao rồi. Mà chưa kể trong trận đấu còn rất là nhiều cái buff để có thể tăng cường thêm cái song công chẳng hạn, thì nó, cái lượng phản lại đam về phía địch nó cũng sẽ nhiều hơn. Tiếp theo đến đòn tuyệt kỹ của Mega TNC này, 500% công đặc biệt lên kẻ thù là như vậy là cao đấy. Và kèm theo là gây ra một hiệu ứng khống chế, đó là con dấu kim cương trong vòng một lượt. Mình hay đặt là phong ấn kim cương cơ, nhưng mà thôi đặt con dấu kim cương cũng được. Và trong cái đòn tấn công này của Mega TNC, đòn tuyệt kỹ thì nó lại tạo cái tường này, và nó sẽ hồi cho toàn bộ đồng đội của bạn khi tường bị phá. Đó là 60% cái công đặc biệt của Mega TNC, lượng hồi máu mà tràn ra sẽ chuyển thành lá chắn, giống như cái lúc mà chưa lên Mega vậy. Vậy nên là với công đặc biệt của Mega TNC nó sẽ sử dụng rất là nhiều ở trong những bộ tuyệt kỹ của nó. Phản xạ gây ra thiệt hại thần thánh cho toàn bộ kẻ thù này. Nếu mà đang ở trong cái trạng thái có đang có thanh kiếm ánh sáng, sáng sẽ kích hoạt thời gian của chùm ánh sáng sẽ khôi phục. Nếu số đã đầy, mức tiêu thụ được miễn phí ngay tức phát hành một lần và kích hoạt lần tiếp theo chùm thanh kiếm kích hoạt, gây ra một đòn tấn công đặc biệt, đó là 80% công đặc biệt, cộng thêm cả 8.000 cái sát thương thần thánh lên toàn bộ kẻ thù. Cái này thì chính là khi mà Mega TNC bị mất đi cái tường của nó thì nó sẽ nhận được một cái thanh kiếm ánh sáng, và trong lúc đấy mà đang có thanh kiếm ánh sáng mà giao đòn tuyệt kỹ chẳng hạn thì nó cũng sẽ xông ra và chém đánh lên toàn bộ địch bằng một đòn kiếm. Thì mình sẽ giới thiệu ở đây, khi tường của Mega TNC mà nó bị phá ra thì địch cũng sẽ bị dính một lượng sát thương rất là ghê gớm. Hiện tại hiệu ứng rạng rỡ của Mega TNC nó có thể chia sẻ cho những đồng đội bên kia, và chính vì như vậy mà những địch đánh vào đang bị dính hiệu ứng phản đam này, ví dụ như Celebi vừa bị mất máu do bị phản đam. Thế nên là với team tiết đá này, mặc dù nhìn thấy kiểu như không có đam thôi, nhưng thực ra là lượng phản nặng đam lại về bên địch cũng rất là ghê. Địch đánh đau này, xong bên này cũng bị phản này, và bây giờ tường vừa bị phá xong là có một số Pokemon đã bị mất máu rồi, ví dụ như Masadao chẳng hạn này. Hôm trước thì mình có giới thiệu về đá tiên của Mega TNC. Đá tiên này nó sẽ được tồn tại trong 2 lượt. Nó sẽ giúp cho những đồng đội bên bạn mà khi tấn công thì nó sẽ được hồi máu 5% máu. Nếu mà đó là hệ tiên đất đá thì nó sẽ được hồi gấp đôi là 10%. Và sau 2 lượt kết thúc đi, cái đá tiên này nó sẽ giúp cho Mega TNC có thể được ulti miễn phí một lần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó đó là cái hình ảnh tuyệt kỹ của Mega TNC này. À đây, lượt nó chưa kết thúc. Mega TNC sẽ tự động ulti luôn. Thì đấy chính là tác dụng của đá tiên. Khi các bạn đi kết hợp thêm với 2 trong 3 hệ tiên đất đá nữa ở trong team, bạn sẽ tự dưng có một đòn ulti miễn phí như thế này. Phải khoảng 2 lượt sau thì đá tiên nó mới được tạo ra tiếp này. Đòn tuyệt kỹ đây thì nó có thể tạo ra được phong ấn kim cương và đặt lên ngẫu nhiên địch nữa. Cái hiệu ứng đó là cái thiên thạch hồng này của nó nữa, để có dạng như là những cái đòn đánh trả lại của địch mà nó sẽ ưu tiên đánh lại vào những cái địch mà đang bị dính cái tinh thể hồng như thế này. Và những cái tinh thể hồng này nó lại có tác dụng đó là lại khúc xạ lên những cái địch khác, cũng sẽ dính một những cái sát thương phản lại giống y xì như vậy. Vậy nên là với việc phản đam này là một này, xong rồi là kèm theo cả khúc xạ kia nữa thì rất là nhiều địch sẽ bị dính phản đam và sát thương gây ra nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Và đây chính là hình ảnh phong ấn kim cương của Mega TNC khi ra skill 3 đây. Địch sẽ bị phong ấn như thế này, không thể bị hóa giải này, và kèm theo là cũng không được hồi nộ ở trong cái thời điểm mà đang có bị phong ấn kim cương này.
một loại uống không chế loại đặc biệt. Và các bạn để ý vào nhìn vào Mega TNC nhé. Đó khi tường của Mega TNC bị phá thì ngay lập tức Mega TNC nó sẽ nhận được một cái thanh kiếm theo kiểu cầm kiếm giống như thế này. Đấy, có một cái thanh kiếm ấy. Thì ngay lập tức vừa có kiếm là nó sẽ chém một phát như thế kia. Và ulti mà đang có kiếm thì nó sẽ kèm theo, nếu dịch ra là kiếm vũ, đánh thêm phát nữa nên toàn bộ địch với lượng sát thương gây ra rất là cao. Nói chung Mega TNC gây ra sát thương như vậy là quá là ổn, khi vừa có thể tấn công vừa hỗ trợ. Đây, thanh kiếm đấy động dịch trong này là Squat trong Stone. Mỗi khi các mảnh vỡ của bức tường sao kim cương bị phá vỡ, chúng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm để có thể giúp cho Mega TNC nhận được 150 nộ này và nhận được 50% tỷ lệ đỡ này. Và trước khi mỗi vòng bắt đầu thì sẽ hồi lại 150 nộ này, cũng sẽ giúp cho Mega TNC hồi nộ nhanh hơn. Và mỗi khi lượng tự phục hồi tích lũy được 15% hay là kháng cự thành công, tức hay là nó đỡ được đòn tấn công của địch, thì nó sẽ phát động một chùm thanh kiếm vào cái nguồn sát thương trước đó. Ví dụ như địch đánh vào mà Mega TNC đỡ được thì nó cũng sẽ phản lại này. Và một lượng sát thương gây ra đó là 100% cái công đặc biệt, và kèm theo đó là 3.000 cái sát thương thần thánh này. Kích hoạt 4 lần xong là cái hiệu ứng thanh kiếm này nó cũng sẽ biến mất. Và trong cái lúc mà bạn ra đòn tuyệt kỹ, giống như vừa rồi mình vừa giới thiệu ấy, lúc mà ra đòn tuyệt kỹ xong mà nếu giả sử bạn đang cầm cái thanh kiếm đấy thì ngay lập tức kích hoạt một lần trùng thanh kiếm, tức nghĩa là gây ra sát thương bằng 80% công đặc biệt, đánh lên toàn bộ địch kèm theo 8.000 cái sát thương thần thánh. Thì đó chính là những cái tấn công đến từ vị trí của Mega TNC. Và đây là Mega TNC khi đang cầm thanh kiếm này, lúc này địch đảo đánh vào nó mà nó đỡ được là nó sẽ phát ra trùng thanh kiếm, hoặc là khi nó hồi máu được tầm 15% máu của nó rồi thì nó cũng sẽ phát ra trùng thanh kiếm. Ở đây thì mình sẽ sử dụng skill 2 thì nó cũng sẽ hồi máu này, và sau khi hồi máu như vậy thì nó cũng sẽ phát ra một chùm tia sáng thanh kiếm để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Thế nên là bây giờ hồi máu nó cũng sẽ làm cho địch bị dính cái sát thương đến từ phản đam vừa rồi. Và giả sử cái chùm thanh kiếm này mà kích hoạt đúng vào cái con dấu kim cương, tức nghĩa là địch nào đang bị phong ấn kim cương của Mega TNC mà bị chùm thanh kiếm này tấn công trúng vào phát nữa thì nó sẽ khúc xạ đánh lên ngẫu nhiên địch này, và với lượng sát thương gây ra bằng 100% công đặc biệt và cộng kèm theo 3.000 sát thương thần thánh. Ở đây cái 3.000 sát thương thần thánh này khi các bạn lên level cao ấy thì nó tính ra là tầm 300.000 cơ, chắc là khoảng tầm level 100. Thế nên là sát thương gây ra của Mega TNC kèm theo cái này sát thương thực nó cũng sẽ đánh lên rất là cao. Và cuối cùng, bức tường 3 ngôi sao khi bị tử trận mà vẫn còn đồng đội trên sân thì nó vẫn sẽ được tồn tại cho đến lúc mà đến lượt hành động kế tiếp của nó, thì nó sẽ được hồi sinh và đầy máu với cả đầy nộ. Và trong cái thời gian mà nó nhận một sát thương chi tử mà vẫn còn đồng đội đây thì nó sẽ tạo ra một bức tường kim cương gọi là xịn hơn, dựa theo nó 600% song công của bản thân. Và nếu mà tường bị phá sớm mà Mega TNC còn chưa kịp đến lượt hành động của nó thì coi như nó cũng tử trận luôn. Còn nếu trong tình huống mà Mega TNC chỉ có một mình, ví dụ ở trong đấu trường Inigo chẳng hạn này, thì Mega TNC nó cũng sẽ không kích hoạt được cái hiệu ứng này. Vậy là mình đã giới thiệu toàn bộ skill của Mega TNC rồi. Các bạn đã thấy đó là cứ S mới ra hay S cộng mới thì cái bộ skill của nó cực kỳ là bá, và đây sẽ là một S chơi rất là lâu dài. Ok, hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp. Còn hôm nay mình vừa đủ, đó là quay được đủ 300 lần cái chip để có thể lấy được hai cái dương chip đỏ này. Mình sẽ quay nốt hôm nay 880. Tính ra là 27.000 sau 300 lần quay. Và mình đã đủ đó là 300 lần. Tính ra là mình đã kiếm được 3 cái chip đỏ, có thể hên là 4 ở trong một cái 300 lần này, và kèm theo nữa đang có cái sự kiện của chip thì mình sẽ nhận được thêm đó là 2 cái dương chip đỏ nữa. Thế tính ra là tổng 5 đến 6 cái chip đỏ nếu bạn tiêu khoảng tầm 27.000 kim cương. Đợt vừa rồi đang có cái hoàn trả kim cương ở cái lễ hội Carnival, thế nên là mình cũng lấy cái này cũng cùng lắm là khoảng tầm mất có 22.000 thôi. Bạn nào có thể đầu tư một tháng 5 cái chip đỏ này như vậy cũng được. Và chương chip đỏ ngẫu nhiên. Xong.